Thưa quý vị, thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên tiếp nhận khá nhiều cuộc gọi, thông tin phản ánh việc có đối tượng mạo danh nhân viên bệnh viện gọi điện cung cấp dịch vụ, tư vấn và bán sản phẩm dinh dưỡng nhằm trục lợi từ bệnh nhân. Mới sinh con được hơn một tháng, vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Cẩm Trang ở thành phố Hưng Yên bất ngờ nhận được điện thoại của một người tự nhận là nhân viên của Trung tâm Dinh dưỡng Chăm sóc Sức khỏe Mẹ và Bé Sau Sinh, đơn vị liên kết với Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để tư vấn và bán các sản phẩm dinh dưỡng. Họ tự xưng là trung tâm dinh dưỡng đấy, liên kết với cả Bệnh viện Sản Nhi. Thì họ có tư vấn, họ bảo rằng là combo canxi rồi vitamin gì đấy sau sinh ấy thì người ta bán ngoài là 800. Nhưng mà khi mà có bảo hiểm ấy thì giảm giá xuống còn hơn 500 thôi. Thì em có bảo là thôi thì chị cứ để đấy cho em tự tìm hiểu rồi em lấy ở gần nhất cũng được. Đấy thì người ta tắt máy đi. Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hàng chục sản phụ phản ánh cho biết có người nhận là nhân viên của bệnh viện hoặc làm việc ở một đơn vị liên kết với Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên gọi điện tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh cho mẹ và bé. Ban đầu, các đối tượng sẽ hỏi thăm sức khỏe sản phụ, rồi hỏi em bé có hiện tượng vặn mình, đỏ mặt không, rồi tư vấn bán các thực phẩm như canxi, vitamin, cung cấp dịch vụ tắm bé tại nhà. Cũng đã có trường hợp tin theo lời tư vấn bỏ cả triệu đồng ra mua sản phẩm của các đối tượng lừa đảo. Thì mới đầu họ gọi điện cho mình, họ bảo là họ bên chăm sóc sức khỏe sau sinh, họ bảo mua DHA với cả Benvi sinh, thế là em mua sắt với canxi với cả DHA với Benvi sinh cho bé, là hôm đợt đấy là rơi vào khoảng hơn 3 triệu. Sau cái đợt đấy thì em thấy mọi người đăng lên cảnh báo nhiều quá, thế em mới để ý thì không phải là bác sĩ bệnh viện Sản Nhi. Chúng tôi cũng gặp những người nhà đã gọi điện đến là ở trên mình có cái trung tâm nào không mà gọi điện về tận nơi để tư vấn rồi chăm sóc rồi mua các sản phẩm để hỗ trợ cho mẹ và bé. Bệnh viện khẳng định là bệnh viện chưa thực hiện các cái hình thức là tư vấn qua điện thoại cũng như là liên kết với một bên thứ ba nào để tư vấn và bán các cái sản phẩm dinh dưỡng để chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Người bệnh cần phải nêu cao cái tinh thần cảnh giác để tránh bị lừa đảo. Bệnh viện khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng khi cung cấp thông tin cá nhân như tuần thai, số điện thoại với các bên thứ ba như cộng đồng mạng xã hội, nhóm chăm sóc sức khỏe, phòng khám tư nhân. Trong quá trình thăm khám và điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần nghe trực tiếp tư vấn và chỉ định điều trị từ bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện, nâng cao cảnh giác, không để đối tượng mạo danh lừa đảo gây thiệt hại không đáng có.